Trên tay của anh là một chiếc đồng hồ nữ tổng thống President đến từ nước Nga. Một chiếc đồng hồ cực kỳ đẹp, chiếc đồng hồ cao cấp mọi người nhé, dành cho các cái bạn nữ cá tính, với một cái mặt đen đơn giản mọi người nhé. Cọc số la mã kết hợp với cọc số vạch, và em nó được thiết kế open hood giúp chúng ta có thể quan sát được bộ máy truyền thông ở bên trong. Ở vị trí 12 giờ thì đó là quốc huy của Nga, hình đại bàng hai đầu gắn đá đỏ với dòng chữ President. Đây là dòng đồng hồ cao cấp của Nga, thường dành để làm quà tặng cũng như là các cái sản phẩm luxury. Chúng ta xem này, vỏ của nó thì được làm từ thép không rỉ mà vàng cao cấp, đụng gắn đá đỏ này, cực kỳ là đẹp và đẳng cấp luôn. Niềng của em nó này thì được gắn đá này. Chiếc này sở hữu cái size 36 mọi người nhé, cho những chị em có tay tương đối mập một chút. Đối với những cái tay như vụ anh là 16,5 thì vẫn đeo được này. Nói chung những cái chị em có cái tay to to một chút thì đeo cái chiếc đồng hồ này nó rất là sang trọng và đẳng cấp, rất là đẹp luôn. Bên trong nó là cổ máy automatic với dòng chữ President, tổng thống. Giờ đồng hồ là mới nguyên 100%, bảo hành chính hãng và được của anh trực tiếp chuyển từ nước Nga về. Mọi người có thể xem giá và chi tiết ở link ngay ở dưới cái clip này. Xin cảm ơn toàn thể mọi người.